Vàng đã có nhịp di chuyển trong biên độ từ quanh mốc 2470 lên quanh mốc 2500 vào ngày hôm qua, trước bối cảnh Hoa Kỳ công bố dữ liệu cơ hội việc làm của JOLTS yếu hơn kỳ vọng. Theo đó, số lượng cơ hội việc làm của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3,5 năm trong tháng 7, cho thấy thị trường lao động đang mất đà. Nhưng mức giảm có thể không đủ để khiến cho Cục Dự trữ Liên bang xem xét cắt giảm lãi suất mạnh tháng này. Cuộc khảo sát về cơ hội việc làm và luân chuyển lao động JLDS của Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố vào tối ngày hôm qua cho thấy cơ hội việc làm giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng 7. Các nhà đầu tư và quan chức Cục Dự trữ Liên bang đang theo dõi chặt chẽ thị trường lao động sau khi tỷ lệ thất nghiệp tăng trong 4 tháng liên tiếp, làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế. Các nhà kinh tế đang bám sát dự báo của họ cho rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 17-18 tháng 9. Phần lớn sẽ phụ thuộc vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp non-farm tháng 8, dự kiến sẽ phát hành vào thứ 6. Về tin tức của ngày hôm nay, chúng ta sẽ đón nhận thông tin rất mạnh, đó là dữ liệu báo cáo thay đổi việc làm phi nông nghiệp ADP sẽ được lên lịch công bố vào lúc 19 giờ 15 phút. Dữ liệu này luôn được công bố trước tin non-farm của Bộ Lao động Hoa Kỳ từ 1 đến 2 ngày. Chỉ số này đo lường sự thay đổi trong số lượng việc làm trong khu vực phi nông nghiệp của nền kinh tế Hoa Kỳ dựa trên dữ liệu từ bảng lương tư nhân do công ty ADP quản lý. Hiện dự báo của các chuyên gia phân tích là 143.000, cao hơn kỳ trước là 122.000. Dữ liệu hiện đang dự báo tốt cho đồng đô la Mỹ. Sau đó vào lúc 19 giờ 30 phút, đề nghị trợ cấp thất nghiệp lần đầu sẽ được lên lịch công bố. Và cuối cùng vào lúc 21 giờ, chỉ số PMI dịch vụ của Viện Cung ứng ISM cũng sẽ được công bố. PMI là chỉ số quản trị của người mua hàng. Dữ liệu này được biên soạn từ những câu trả lời hàng tháng của hơn 370 người được hỏi là các nhà điều hành thu mua hoặc cung ứng trong hơn 62 ngành khác nhau. Và đây sẽ là dữ liệu quan trọng đánh giá các điều kiện dịch vụ của Hoa Kỳ đang được mở rộng hay thu hẹp. Nếu các dữ liệu thực tế tiếp tục yếu hơn kỳ vọng cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9 sẽ tăng mạnh và qua đó hỗ trợ giá vàng tăng. Ngược lại, nếu các dữ liệu thực tế công bố vượt dự báo, vàng sẽ chịu áp lực giảm tiếp. Và tối nay vào lúc 19 giờ, mình sẽ mở livestream trực chiến Scalp Vàng tin ADP, mời tất cả mọi người tham gia buổi livestream ngày hôm nay của mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần phân tích kỹ thuật. Trên biểu đồ ngày, vàng đã có 2 lần suy giảm về gần mốc 2470 và bật tăng trở lại. Nến ngày được hình thành là cây nến pin 3 với bóng nến dưới dài cho thấy áp lực mua lên từ phía dưới tương đối là lớn. Tuy nhiên, đà tăng của vàng đang gặp khó khăn khi tiếp cận lại vùng kháng cự tâm lý 2500. Vàng cần phải vượt qua vùng kháng cự này để mở rộng đà tăng. Trên biểu đồ H4, xu hướng hiện tại của vàng cũng đang là xu hướng giảm, giá di chuyển sát biên trên của kênh giảm giá song song. Biểu đồ histogram đang dương và đang dốc dần cho thấy áp lực mua đang gia tăng trong ngắn hạn. Nếu phá vỡ cạnh trên của kênh giá, vàng có triển vọng mở rộng đà tăng đi lên kiểm tra vùng kháng cự đỉnh liên kề, hợp lưu với trendline, án ngữ quanh khu vực 2525 đến 2520. Trên biểu đồ H1, histogram dương nhưng đang ngắn dần, chỉ số RSI đang hướng xuống dưới mốc 50. Với lực tăng tốt của ngày hôm qua, thì hôm nay canh nhịp điều chỉnh giảm để mua lại với vàng sẽ được cân nhắc. Trong phiên Á Âu, các nhà đầu tư có thể cân nhắc canh sell vàng quanh khu vực 2498 đến 2500 với kỳ vọng vàng sẽ hồi lại về MA20 hợp lưu với đáy cũ giá đã phá qua, án ngữ quanh khu vực 2489 đến 2492. Nếu vàng tiếp cận vùng hỗ trợ này và xuất hiện các tín hiệu đảo chiều, các nhà đầu tư có thể cân nhắc canh mua nhỏ thăm dò lên với vàng. Nếu vàng phá vỡ hỗ trợ 2490 một lần nữa, giá có thể kiểm tra vùng đáy liền kề ở quanh khu vực 2482-2485. Các nhà đầu tư có thể cân nhắc canh mua chính lên với vàng nếu vàng tiếp cận vùng hỗ trợ này và xuất hiện các tín hiệu từ chối giá, dừng lỗ khoảng 5 giá. Tổng kết lại chiến lược giao dịch vàng trong phiên Á Âu của ngày hôm nay, canh bán vàng quanh khu vực 2497 đến 2500, canh mua nhỏ thăm dò quanh khu vực 2489 đến 2492 hoặc mua chính quanh khu vực 2482 đến 2485 nếu xuất hiện các tín hiệu đảo chiều, dừng lỗ khoảng 5 giá. Các chiến lược scalping trong ngày mình sẽ cập nhật cho mọi người ở trên nhóm VIP nhé. Bước vào phiên Mỹ, chúng ta sẽ cùng nhau thực chiến và mình sẽ chia sẻ nhận định cũng như phân tích kỹ thuật trong buổi livestream. Mình xin dừng video nhận định xu hướng giá vàng ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thích video này thì hãy ủng hộ mình bằng cách like video và chia sẻ nó cho những ai đang cần. Hãy subscribe kênh YouTube Easy Signal để cập nhật thêm những video kiến thức cực kỳ giá trị về thị trường. Và nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý gì cho video của bên mình thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình nhé. Chúc mọi người có một ngày giao dịch thành công và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video nhận định xu hướng giá vàng tiếp theo.